Hello everyone. Nice to see you again. Today we continue Unit 7, Saving Energy, Lesson 4, Language Focus. Chào các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài số 7, Tiết kiệm năng lượng, với nội dung phần Language Focus. Ta sẽ ôn lại những cái điểm ngữ pháp chính trong bài này. Are you ready? Let's begin. Now, in this lesson, there are three main points of grammars. The first is connectives. The second is phrasal verbs. And finally, make suggestions. Trong bài này thì chúng ta có 3 điểm ngữ pháp chính. Thứ nhất, connectives, ta nói về những cái từ nối, những cái liên từ. Phần thứ hai, phrasal verbs, là những cụm động từ. Và phần thứ ba, make suggestions, ta thực hiện các lời đề nghị. Các em nhìn ở phần thứ nhất, ta có một số từ nói. And, but, because, are, so, therefore, however. Những từ nói này tương đối quen thuộc đối với các em. Tuy nhiên về cách sử dụng thì cô nhắc một số điểm các em cần phải nhớ. Ví dụ giữa từ but và từ however đều có nghĩa là nhưng. Tuy nhiên, tức là ta sử dụng để kết nối hai mệnh đề ngược ý với nhau. Từ however ta sẽ sử dụng nếu như trước nó có dấu câu và sau nó cũng sẽ có dấu câu. Còn từ but mình sử dụng khi trong câu trước từ but có thể có dấu phẩy, nhưng sau từ but ta sẽ không có dấu nào hết. Tương tự như vậy, từ so và từ therefore cũng có nghĩa là vì thế, do đó, vì vậy. Nhưng khi ta dùng therefore, thì therefore có thể đứng đầu câu, tức là bắt đầu vào một cái câu mới. Và trước nó có thể có dấu câu, và sau từ therefore sẽ có dấu câu, có thể là dấu phẩy, có thể là dấu chấm phẩy. Nhưng khi ta dùng chữ so thì đứng trước chữ so có thể có dấu phẩy, nhưng sau chữ so sẽ không có dấu câu. Đó là những điểm các em cần nhớ. Còn từ and, từ because, từ are thì quá quen thuộc rồi. Ở điểm ngữ pháp thứ hai, cụm động từ. Cụm động từ tức là ta sẽ thêm những cái giới từ khác nhau vào động từ thì ngữ nghĩa của từ đó hoàn toàn khác nhau. Cô ví dụ, turn off là tắt, turn on là mở, look for tìm kiếm, look after chăm sóc, go on tiếp tục. Phần thứ ba là thực hiện các lời đề nghị, thì phần này có lẽ các em cũng đã quen thuộc quá rồi. Ta có hai cấu trúc đứng sau suggest. Đó là suggest sau đó là động từ thêm in, hoặc suggest sau đó là từ that, hoặc không có từ that cũng được. Chủ từ, should và động từ nguyên mẫu khi ta muốn đề nghị cho một đối tượng khác làm hành động đó. Now, we begin task 1. Complete the sentences. Ở phần bài tập thứ nhất, các em có thể nhìn vào sách giáo khoa, trang 62, 63, hoặc các em có thể nhìn trên màn hình. Nào, number 8. Mrs. Nguyen bought corn, potatoes, cabbages at the market. Các em sẽ sử dụng một trong hai từ nói trong ngoặc để hoàn tất câu. B. I love to play volleyball. I have to complete an assignment. And or but. C. Nam got wet. He forgot his umbrella. You must choose so or because. D. Hoa failed her math test. She had to do the test again. True, however, are therefore. E.
Do you want Vietnamese tea? Milk tea. And R. Now, let's check the answer. A. Ở câu thứ nhất, bà Quyên mua bắp, khoai tây và bắp cải ở chợ. Đây chỉ sự liệt kê nên ta dùng and. B. Tôi thích chơi bóng chuyền. But, nhưng tôi phải hoàn thành bài tập. Hai mệnh đề trái ngược với nhau, ta dùng but. C. Nam bị ướt bởi vì anh ấy quên mang theo cây dù của mình. Chỉ về lý do, ta dùng because. D. Hoa rớt hỏng trong bài kiểm tra toán. Therefore, vì thế cô ấy phải làm bài kiểm tra lại. Chỉ về kết quả, ta dùng therefore. E. Bạn muốn uống loại trà Việt Nam hay trà sữa? Chỉ sự chọn lựa, ta dùng or. Now, continue. F. It's raining. I can't go to the beach. So, however, she, Bas' hobbies are playing football, collecting stamps, and R. H. Na is very tired. She has to finish her homework before she goes to bed. However, therefore. I want to see your answer. Câu F thì các em chọn gì nè? Trời đang mưa. So, vì thế, tôi không thể ra bãi biển chơi được. Câu tiếp theo thì sao? Sở thích của ba là chơi bóng đá. And và sưu tập tem. Đây chỉ sự liệt kê. Câu về bạn Na thì sao? Na rất là mệt mỏi. Tuy nhiên, cô ấy phải hoàn thành bài về nhà trước khi cô ấy đi ngủ. Ta chọn however, mặc dù bạn Na rất là mệt, nhưng bạn ấy cũng phải hoàn thành bài trước khi bạn ấy đi ngủ. Đến câu này thì các em cũng tự xem lại mình và cũng học hỏi bạn Na ở vấn đề mệt nhưng cũng cố hoàn thành bài trước khi đi ngủ. Các em nhé. Continue. Past two. Use the correct tense form of the phrase or verse in the box and the pictures. Phần này thì các em sẽ sử dụng hình thức đúng của động từ, của cụm động từ ở trong khung và kết hợp với bức tranh các em nhé. Now look at the box. Turn on, turn off, look for, look after, go on. Now look at some pictures. A few seconds to see these pictures. 1, 2, 3, 4, 5 pictures. Now, are you ready? Now, look at some sentences. A. Hun can't go to the movie with us tonight. She will have to. Her little sister. B. If we waiting water, there will be a shortage of fresh water in a few decades. C. I think I have lost my new pen. I have it everywhere, but I can't find anywhere. D. The TV for me, will you? I want to watch the weather forecast. E. Miss Yin forgot to the first seat when she left for work. Now, check the answer. Vậy thì Hạnh không thể đi xem phim với chúng ta tối nay. Cô ấy sẽ phải chăm sóc cho em gái của mình. She will have to look after. Và câu này, chữ look after, ta chọn đúng cụm từ rồi. Và từ look
ta giữ nguyên vì đứng sau had to. Now, sentence B. Câu B. Nếu chúng ta gone tiếp tục lãng phí nước, sẽ có một sự thiếu hụt về nguồn nước sạch trong vài thập niên tới. Ở đây ta sử dụng câu điều kiện loại 1, mệnh đề if, chủ từ là we, nên động từ go ta giữ nguyên. C. Tôi nghĩ rằng tôi đã làm mất cây bút mới của tôi rồi. Tôi look for, tôi đã tìm nó ở mọi nơi, nhưng tôi không thể tìm được ở bất kỳ nơi nào hết. Câu này ta sử dụng looked for và từ looked ở hình thức BB, tức là ở động từ cột 3, vì trước nó có hình thức have. D. Mở TV giùm bà. Bà muốn xem chương trình dự báo thời tiết. Turn on. E. Bà Yến đã quên tắt vòi nước khi bà ấy đi làm. Ta dùng turn off. Now, begin task 3. Make suggestions. The first, suggest, less, suggest, less, verb in. Phần thứ nhất, ta sử dụng cấu trúc suggest và sau suggest là động từ thêm in. Look at example. I suggest collecting some money. Tôi đề nghị quyên góp một ít tiền. Và ta dùng hình thức verb in vì bản thân người đề nghị cũng làm hành động này. Now, look at your book and make suggestion. Collect unused clothes. One. I suggest collecting unused clothes. Two. Organize a show to raise money. Make suggestion. I suggest organizing a show to raise money. Three. Give lessons to poor children. I suggest giving lessons to poor children. 4. Help elderly people and poor invalids with their chores. I suggest helping elderly people and poor invalids with their chores. Very easy for you, I think so. Now continue the other suggestion. Suggest, less suggest, less suggest, less suggest, less verb. Đề nghị ai đó nên làm gì? Look at example. I suggest you should work harder on your pronunciation. Tôi đề nghị bạn nên học chăm chỉ hơn về cái việc phát âm của bạn. Look at your book. 1. Write sentences with new words. I suggest you should write sentences with new words. 2. Speak English in class. I suggest you should speak English in class. 3. Buy a good dictionary. I suggest you should buy a good dictionary. 4. Do some reading every day. I suggest you should do some reading every day. Do you understand? Our lesson can stop here. You remember to review Unit 7. Learn vocabulary and some structures. Do exercise C in extra books. Prepare Unit 8, Lesson 1, Getting Started, Listen and Read. Hôm nay là chúng ta đã hoàn thành xong nội dung của bài số 7. Các em sẽ ôm lại cho cô toàn bộ về từ vựng, cấu trúc của bài 7. Mở đề cương, ta sẽ làm các phần bài tập trong đề cương ở bài số 7. Và các em chuẩn bị tiếp bài số 8 và phần đầu tiên, phần Getting Started, Listen and Read. If you have any question, please contact me at the email.
Now, thank you. Goodbye. See you the next time.